Tin giáo hội tại Ấn Độ Giáo hội Ấn Độ kêu gọi bảo vệ hiến pháp và tự do tôn giáo Trước tình hình Ấn giáo đang áp đặt trên các khía cạnh của đời sống xã hội Các giám mục Ấn Độ lên tiếng kêu gọi bảo vệ quyền tự do tôn giáo Đức cha Philip Neri Ferrao, tổng giám mục Goa và Daman khẳng định Hiến pháp Ấn Độ đang lâm nguy và nhiều người sống trong bất an. Cần cấp bách bảo vệ các giá trị của hiến pháp, bao gồm quyền tự do hành đạo. Trong các tuần qua, Đức cha Anin Koto, tổng giáo mục New Delhi, cũng đã kêu gọi các linh mục trong tổng giáo phận cầu nguyện cho đất nước trong viễn tưởng các cuộc tổng tuyển cử vào năm 2019 và bầu khí chính trị sôi động đe dọa nền dân chủ và tính cách đời của chính quyền các tôn giáo thiểu số tại Ấn Độ càng ngày càng bị các nhóm ấn giáo cuồng tín tấn công trong 4 năm cai trị của thủ tướng Narendra Modi thuộc đảng Bharatiya Janata, một đảng thân Ấn giáo. Tại Ấn Độ, Kitô hữu chiếm 2% trên tổng số 1,3 tỷ dân, trong đó có 80% theo Ấn giáo và 14% theo hồi giáo.